Xin chào các bạn, mình là Vũ Lưu Thỉnh đến từ Bullshop. Hôm nay trong video mình sẽ giới thiệu với các bạn cái ứng dụng Excel quản lý báo giá tự động. Thì thông thường như trước kia thì mọi người hay quản lý báo giá, đó là chúng ta sẽ có một cái template hoặc là một cái form báo giá. Khi mà có phát sinh khách hàng hoặc là yêu cầu cần báo giá thì chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào form. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu lại thành những cái file báo giá. Như thế thì theo cách như thế này chúng ta sẽ phải có rất nhiều file, mỗi báo giá sẽ là một file đấy, và khi đó thì sẽ xảy ra tình trạng chúng ta tìm kiếm lại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, và sếp có yêu cầu chúng ta làm một cái báo cáo tổng hợp báo giá thì chúng ta rất khó làm. Thì theo phương án mới mà mình xin đưa ra trong cái video này, tức là chúng ta sẽ có cần một cái gọi là cái sheet dữ liệu báo giá đó. Cái sheet này để cập nhật thông tin của tất cả các báo giá vào đây. Và sau đó thì cái form báo giá để chúng ta chỉ phục vụ đó là chọn báo giá nào để in ra hoặc là để xuất ra gửi cho khách hàng. Đấy. Thì theo cách này thì chúng ta chỉ cần duy nhất một file Excel. Đó, chúng ta quản lý cho tất cả các báo giá, cho tất cả các khách hàng. Điều này thì thông qua một sheet quản lý chúng ta rất dễ tìm kiếm và rất dễ tổng hợp báo cáo. Và đương nhiên thì khi mà chúng ta tạo báo cáo cho khách hàng bằng phương pháp này rất là nhanh thì đương nhiên đảm bảo là chúng ta sẽ tăng cái tính chuyên nghiệp trong cả cái thao tác và trong quản lý của chúng ta nữa. Mình xin trình bày về cái ứng dụng Excel quản lý báo giá khá đơn giản của mình nhưng mà nó mang một sức mạnh khá lớn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có phần danh mục hàng hóa và giá, tức là mình sẽ có danh mục hàng và sau đó thì danh mục hàng này sẽ được kết nối và để chúng ta nhập dữ liệu báo giá, và chúng ta sẽ in báo giá theo mẫu sẵn và tổng hợp cái kết quả báo giá của chúng ta như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ có danh mục hàng hóa. Thì danh mục hàng đây thì mình sẽ gồm các cái phần mã hàng, và chúng ta sẽ có thêm những cái trường mà bổ trợ cho báo giá, chẳng hạn như là chúng ta có chiết khấu giảm giá này, chúng ta có chi phí về vận chuyển hàng shipper này đó, và chúng ta sẽ có từng mặt hàng một thì có giá bao nhiêu và chúng ta có ghi chú bao nhiêu. Ở đây thì mình sẽ có một cái cột rất là đặc thù, đó là về cột thứ tự. Thì lát nữa thì mình sẽ nói qua về cái thứ tự này để mà các bạn có thể hiểu hơn cái sức mạnh của nó. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu báo giá. Chúng ta sẽ có cái tình trạng này và chúng ta sẽ có từng cái nhân viên bán hàng một. Ví dụ như sau, bây giờ mình sẽ cập nhật thêm một nhân viên nữa, đó là vẫn trong tình trạng là báo giá. Đó, và chúng ta sẽ có nhân viên bán hàng là Vũ Đức Thỉnh chẳng hạn. Đó, chúng ta lập một báo giá tên là báo giá 003. Rồi, ngày báo giá của mình ví dụ là ngày 04 hoặc là ngày 05 tháng 02 năm 2018. Ví dụ là chúng ta có công ty BS. Rồi, và địa chỉ là ở Hà Nội. Người liên hệ của mình thì mình tên là Uông Thị Thanh. Đó, và số điện thoại liên hệ mình nhập một số. Rồi, email mình cũng nhập tương tự, đó là bluesoft.bl2 chẳng hạn, a@gmail.com. Rồi, và hàng hóa và dịch vụ. Thì đương nhiên thì trong cái thông tin báo giá thì thông thường là mình sẽ gồm có rất nhiều hàng hóa trong báo giá đó. Thì mình sẽ bôi đen. Sau đó mình chọn, mình nhấn phím F2 thì nó sẽ hiện ra danh sách các cái trường thông tin. Ví dụ như là mình sẽ cô Uông Thị Thanh này, cô sẽ mua những cái mặt hàng ví dụ HH002 này, HH005, 07, 09 và 010, 10, đó, ok, enter. Thì lập tức đó là chúng ta sẽ có một cột, đó là các cột tên hàng hóa này, đơn vị tính, số lượng, về số lượng chúng ta tự gõ và giá danh mục, tức là nó sẽ lấy giá gợi ý ra đây cho chúng ta. Chúng ta sẽ nhập số lượng mua vào, số lượng khách hàng báo giá cho khách hàng ví dụ là 10, 2, 5, 7, 10 đó. Và ở đây thì mình sẽ có giá gợi ý ở đây, tức là giá theo danh mục. Thì ở đây giả sử mình lấy bằng giá của danh mục, đơn giá bán ấy, đơn giá mà chúng ta báo giá cho khách hàng. Ok. Và phần thành tiền thì mình cũng tương tự, mình kéo xuống. Đó. Như vậy thì chúng ta đã xong mục hàng hóa. Mục hàng hóa thì ở đây thì mình có thể là
nhập thêm những cái về khuyến mại chiết khấu của mình nữa. Ví dụ là mình sẽ nhập là chi phí về vận chuyển của mình. Nó chi phí vận chuyển ở đây thì mình sẽ lấy thêm khách hàng, đó là đơn giá là 30.000, là 10. Nó bên này cũng là 30. Rồi, và mình có giảm giá cho khách hàng. Mình sẽ có chiết khấu giảm giá cho khách hàng. Và mình sẽ giảm giá cho khách hàng là 100.000. Rồi, bên này cũng là 100.000. Đó. Để cho cái lưới dữ liệu của mình nó được đồng nhất thì mình sẽ bôi đen để nhập cho các dòng tương tự. Đó. Mình sẽ nhập cho các dòng tương tự. Ok, đó, vậy là mình đã lập xong cái báo giá số 03 của mình, có tổng cộng đó là 7 5 mặt hàng và hai cái mục chi phí khác và kèm theo giảm giá chiết khấu. Ok. Sang bên phần in báo giá. Sang bên phần in báo giá theo mẫu. Thì ở đây thì mình có thể là chọn báo giá của ông nhân viên nào. Đó, ví dụ là trong cái list data của mình, trong list data của mình có hai ông nhân viên, đó là ông Vũ Đức Thỉnh và ông Nguyễn Duy Tuân. Đấy, thì bên cái mục về in báo giá này thì nó cũng tự trỏ ra chúng ta chỉ có hai nhân viên, nếu mình nhận thêm một nhân viên nữa thì nó sẽ có ba ông nhân viên. Ví dụ mình chọn ông Vũ Đức Thỉnh, mình lấy vô, chọn vào chữ chức năng lấy danh sách của số báo giá đó, thì lập tức sẽ có hai báo giá 1 và báo giá số 03 được hiện ra, và mình chọn đó là số báo giá 03 chẳng hạn đó, và mình cập nhật thông tin cho báo giá. Ok, đó, thì ngay lập tức đó là chúng ta sẽ có 7 cái số thứ tự báo giá, và kèm theo đó là mình sẽ có 5 hàng hóa và hai mục khác. Mình chọn cái báo giá số 01. Mình cập nhật thông tin cho báo giá. Đó, cũng có 7 mặt hàng. Bây giờ mình chọn người khác, đó là anh Nguyễn Duy Tuân. Lấy danh sách báo giá. Đấy, thì báo giá anh Tuân có một báo giá thôi, báo giá số 02. Đấy, và mình cập nhật thông tin báo giá thì anh Tuân mà bán có 10 mặt hàng và hai mục khác. Đó, hoàn toàn báo giá tự động co giãn. Tương tự mình trở lại cả báo giá của ông Thỉnh, cập nhật lại. Chọn báo giá số 03. Ok, cập nhật thì còn co lại có 7 dòng. Khi đó thì toàn bộ những cái thông tin mình điền bên dưới, chẳng hạn như là về tính toán về tiền thuế, rồi là tổng tiền, cái chữ ký, cái những cái lưu ý mà khi gửi báo giá cho khách hàng, và kèm theo đó là quảng cáo về mặt sản phẩm của mình, hoàn toàn không bị mất. Đó, nó tự động chèn dòng xuống cho mình. Ở đây thì có một điều lưu ý như sau. Cái báo giá này của mình ý, thì nó luôn luôn sắp xếp hàng hóa đứng lên trước và cái chi phí vận chuyển và chi phí chiết khấu đứng về sau. Không, nó không phụ thuộc vào cái chúng ta nhập liệu. Ví dụ như sau, cái báo giá số 1 này thì mình đang nhập liệu đây, báo giá số 1 đây. Thì mình đang nhập liệu đó là cái chi phí về về hàng hóa mình đưa lên trước và chi phí vận chuyển chiết khấu mình đưa xuống sau. Đấy, cái báo giá số 2 thì mình lại nhập là vận chuyển trước, chiết khấu sau. Chiết khấu trước, sau đó thì nhập các hàng hóa sau. Nhưng mà khi lên báo giá, khi chúng ta in báo giá. Đấy, ví dụ là mình chọn của ông Nguyễn Duy Tuân báo giá số 2. Mình chọn báo giá số 2 và mình cập nhật thông tin cho báo giá thì cái phần hàng hóa luôn luôn nhảy lên trước và chi phí vận chuyển và chi phí chiết khấu luôn luôn đưa về xuống bên dưới. Đấy, và tự động co giãn dòng. Điều này để làm được thì chúng ta sẽ có một cái bên chỗ phần danh mục hàng hóa dịch vụ, như mình đã nói ban đầu chúng ta sẽ có thứ tự sắp xếp. Đấy, thì những hàng hóa thì mình ưu tiên sắp xếp trước thì mình sẽ điền số 1 và ưu tiên là vận chuyển xếp đứng sau, và cuối cùng đó là chiết khấu đứng cuối cùng. Như vậy thì chúng ta dù báo giá chúng ta có nhập lộn xộn đi chăng nữa thì cái thông tin đi báo giá nó cũng tự động sắp xếp theo đúng thứ tự chúng ta mong muốn. Đó, và như thế báo giá của chúng ta in ra thì rất là trực quan. Ngoài ra thì trong phần này thì mình sẽ có một phần nữa, đó là báo cáo tổng hợp báo giá, tức là mình muốn xem đó là từng ông nhân viên một đấy thì sẽ có bao nhiêu báo giá, tổng hợp báo giá của từng sản phẩm là bao nhiêu nếu mình bỏ chọn, tức là báo giá của tất cả các ông nhân viên đấy, và khi đó mình sẽ nên biết được đó là từng hàng hóa một sẽ có bao nhiêu báo giá
tiền báo giá của mình là bao nhiêu, và mặt hàng nào có cái báo giá lớn nhất thì sẽ tự động sắp xếp lên trước. Nó rất là minh bạch đúng không ạ, và rất dễ tổng hợp. Ở đây thì cái phần dự cập nhật dữ liệu báo giá cũng vậy. Nếu chúng ta không xem bằng form báo giá, chúng ta không xem bằng form báo giá thì chúng ta vẫn có thể filter. Chúng ta vẫn có thể filter ở trên đây, chỉ chúng ta đối chiếu, rà soát hoặc là phản hồi hoặc là liên hệ này với khách hàng một cách là dễ dễ dàng nhất, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng dễ hơn nhiều so với chúng ta là phải mở từng file báo giá lên. Trên đây thì mình vừa trình bày cho các bạn cái file Excel về quản lý báo giá tự động bằng ứng dụng SEA Tool của BlueShop. Nếu mà đơn vị nào hoặc doanh nghiệp nào mà có cần ứng dụng cái file quản lý báo giá này mà với cái thông tin chi tiết trong báo giá kèm theo là cái form báo giá theo yêu cầu chi tiết thì có thể là liên hệ với BlueShop để đặt hàng riêng. Hẹn gặp lại các bạn trong các video này.